Liên quận Đầm ăn chè. Đây mọi người nhìn nhá, menu của hàng chè Hà Ký có cả nóng cả lạnh, rất nhiều món. Bọn mình mua vào trong xe, ngồi ở đằng sau và để ăn. Có chè đậu xanh cốt dừa này, chè thứ hai là chè đậu đỏ hạt sen và chè thứ ba là chè ba màu. Xưa mọi người nhìn cái view này khác gì là đi nghỉ mát không? Giờ thì đến tiết mục chính. Ngon nhất là cái chè đậu xanh cốt dừa này, nước cốt dừa béo thơm rất ngon. Chè thứ hai là chè ba màu này, chè này thì hơi ngọt một chút. Và cuối cùng là chè đậu đỏ hạt sen, chè này với mình thì hơi nhạt và ăn để giải nhiệt. Không phải quá lời đâu, mình muốn dành cái từ xuất sắc cho cái chè đậu xanh cốt dừa này. Khi mà vợ mình ăn thử cái chè đậu xanh cốt dừa này cũng phải công nhận nó rất là ngon, nước cốt dừa mặn thơm và nước cốt dừa nhà làm rất ngon. Chè đậu đỏ hạt sen thì lại không ngon nhất tại vì bên trong nó cùng vỏ quýt cho nên hơi đắng. Trời ơi, lãng mạn như một bộ phim Hàn luôn. Ngồi trong xe ăn chè, ở trên thì là tán cây xanh mát. Một điều mình rất là thích ở Sài Gòn là những cái cây cao như thế này này. Tên là gì thì các bạn hãy comment cho mình biết nhá. Đấy, ngu không, bật chế độ an toàn cho nên không mở được cửa sau từ phía trong. Nói chung hàng chè Hà Ký này rất là ngon, mọi người nên thử nhá. Video tiếp theo các bạn muốn chúng mình đi đâu, hãy comment ở bên dưới nhá.